Bộ Ngoại giao đã chủ trì hội nghị kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước biên giới đất liền và 15 năm ký ba văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Hiệp ước và nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền đã góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển ở khu vực biên giới, cùng xây dựng đường biên giới giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu nhận định hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc đánh dấu một bước tiến mới rất quan trọng trong việc xây dựng môi trường hòa bình, ổn định giữa hai nước và trong khu vực. Lần đầu tiên trong lịch sử, hai nước xác lập được một đường biên giới rõ ràng trên đất liền với một hệ thống mốc quốc gia hiện đại đặt nền tảng vững chắc cho việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác và phát triển giữa hai nước, mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc cùng nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc đã tạo cơ sở để các ngành chức năng tiến hành quản lý biên giới một cách hiệu quả, ngăn ngừa hiện tượng xâm canh, xâm cư do thiếu hiểu biết về đường biên giới.